Và các quan chức của phi trường cho biết một hoạt động dọn dẹp đã được thực hiện ngay sau đó và các hoạt động hàng không dân dụng đã được nối lại vào buổi chiều hôm nay. Các quan chức cho biết không có máy bay nào bị hư hại. Taliban Pakistan là một liên minh các nhóm nổi dậy chiến đấu để lật đổ chính phủ và muốn thiết lập một nhà nước Sharia đã nhận trách nhiệm vụ tấn công hôm nay, nói rằng đây là phản ứng lại các cuộc tấn công của quân đội vào thành lũy của họ dọc theo biên giới Afghanistan. Cuộc tấn công có khả năng phá hủy triển vọng đàm phán hòa bình giữa Taliban và chính phủ của Thủ tướng Nawaz Sharif, người khi lên nắm quyền vào năm ngoái đã hứa sẽ tìm một giải pháp thương lượng để chấm dứt nhiều năm bạo lực. Đàm phán hòa bình giữa chính phủ và Taliban Pakistan đã thất bại trong những tháng gần đây, đã làm giảm hy vọng đạt được một giải quyết thương lượng do quân nổi dậy tiếp tục tấn công vào các mục tiêu của chính phủ và của lực lượng an ninh. Taliban Pakistan là một đồng minh, nhưng là một nhóm riêng biệt với Taliban ở Afghanistan.